Đây là quá trình mà chúng tôi hạ nền cho bức tranh Tùng Hạc Diên Niên cho bác khách Việt Kiều ở bên Đức. Và bác khách ở bên Đức hình như là biết chúng tôi qua mạng xã hội nên là cũng đã có tìm hiểu và sau đó là đặt lòng tin để chúng tôi làm một cái tác phẩm có tên là Tùng Hạc Diên Niên, với một cái quy cách là sẽ làm một cái đĩa tròn để phù hợp với cái không gian trong gia đình. Và còn đây chính là cái bước mà chúng tôi hạ nền cho tác phẩm. Phần này chúng tôi vẫn sử dụng một chiếc máy hạ nền dập bằng tay. Hôm trước thì các bạn nói là làm như này thì thành bán thủ công rồi, không còn là thủ công nữa. Nhưng mà mình thấy ý kiến nào của các bạn thì cũng có những cái sắc đáng riêng. Nó tùy theo góc nhìn và từng quan điểm của mỗi người. Còn chúng tôi thì vẫn tuân thủ theo nguyên tắc là thủ công. Có nghĩa là phải sử dụng sức người trong tất cả các khâu. Bởi vì là mỗi người sẽ có một cái kinh nghiệm, có một cái sự nhận thức về một cái sắc đẹp. Thì ở Bùi Gia sẽ có một cái nhận thức chung về những cái độ đẹp. Cho nên là chúng tôi sẽ dùng bằng thủ công để có thể đạt được đến những cái tiêu chuẩn như vậy. Nên là dẫu mà có những cái mũi, máy, khoét, rạch hay là cứa như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ chỉ là hỗ trợ cho người thợ mà thôi. Và các bạn hãy cùng xem cái quá trình này sẽ được chúng tôi chế tác như thế nào nhá.